Bài thơ Sao không về vàng ơi, Trần Đăng Khoa. Tao đi học về nhà là mày chạy sổ ra, đầu tiền mày rối rít, cái đuôi mừng ngoáy tít, rồi mày lắc cái đầu khịt khịt mũi rung râu, rồi mày nhún chân sau, chân trước chồm mày bắt, bắt tay tao rất chặt. Thế là mày tất bật đưa vội tao vào nhà, dù tao đi đâu xa cũng nhớ mày lắm đấy. Hôm nay tao bỗng thấy cái cổng rộng thế này, vì không thấy bóng mày nằm chờ tao trước cửa, không nghe tiếng mày sủa như những buổi trưa nào, không thấy mày đón tao, cái đuôi vàng ngoáy tít, cái mũi đen khịt khịt. Mày không bắt tay tao, tay tao buồn làm sao. Sao không về hả chó, nghe bom thằng Mỹ nổ, mày bỏ chạy đi đâu. Tao chờ mày đã lâu, cơm phần mày để cửa, sao không về hả chó, tao nhớ mày lắm đó. Vàng ơi là vàng ơi. Bài thơ Sao không về vàng ơi, Trần Đăng Khoa. Tao đi học về nhà là mày chạy sổ ra, đầu tiền mày rối rít, cái đuôi mừng ngoáy tít, rồi mày lắc cái đầu khịt khịt mũi rung râu, rồi mày nhún chân sau, chân trước chồm mày bắt, bắt tay tao rất chặt. Thế là mày tất bật đưa vội tao vào nhà, dù tao đi đâu xa cũng nhớ mày lắm đấy. Hôm nay tao bỗng thấy cái cổng rộng thế này, vì không thấy bóng mày nằm chờ tao trước cửa, không nghe tiếng mày sủa như những buổi trưa nào, không thấy mày đón tao, cái đuôi vàng ngoáy tít, cái mũi đen khịt khịt. Mày không bắt tay tao, tay tao buồn làm sao. Sao không về hả chó, nghe bom thằng Mỹ nổ, mày bỏ chạy đi đâu. Tao chờ mày đã lâu, cơm phần mày để cửa, sao không về hả chó, tao nhớ mày lắm đó. Vàng ơi là vàng ơi.